Vietnam Airlines sẽ sa thải cơ trưởng Phạm Hà Duy vì dương tính với ma túy. Quá trình bắt giữ như phim, hai đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế trốn sang Việt Nam. Trước khi chồng bị bắt, vợ Phan Công Khanh có hành động lạ. Công an thành phố Hồ Chí Minh tìm nạn nhân của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh. Bộ Công Thương công bố vi phạm của EVN. Quý vị và các bạn thân mến, trước đó mạng xã hội lan truyền biên bản kết quả kiểm tra chất cấm của phi công Phạm Hà Duy. Trong biên bản nêu rõ, kết quả xét nghiệm của phi công này dương tính với ketamine, ma túy tổng hợp. Mới nhất, hãng hàng không Vietnam Airlines đang tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng với cơ trưởng Phạm Hà Duy vì xác định phi công này dương tính với ma túy. Trước đó, mạng xã hội lan truyền văn bản báo cáo của trạm y tế đoàn bay 919 về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công PHG. Báo cáo gửi ban lãnh đạo đoàn bay 919, đội bay A321 nêu rõ, ngày 25 tháng 4, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe phi công PHG trước chuyến bay VN578, nhưng phi công từ chối kiểm tra chất gây nghiện. Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công PHG đến văn phòng Medlatec 141 Ngô Gia Tự để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu. Tại đây, trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu. Kết quả mẫu nước tiểu của phi công PHG dương tính với ketamine. Ngày 26 tháng 4, Bệnh viện Medlactech trả kết quả xét nghiệm làm theo phương pháp sắc ký, quang phổ nêu rõ, có tìm thấy ketamine. Phi công PHG có đưa đến hai thuốc giảm đau đang uống, không có đơn của bác sĩ, gồm Ultrasep, Chanadol-Hydrochloris, Paracetamol và Effaragan-Cotene-Paracetamol-Cotene. Tuy nhiên, báo cáo của trạm y tế nêu rõ, hoạt chất của hai loại thuốc trên không có thành phần giống ketamine. Trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng không tạo thành ketamine. Lập tức ngày 5 tháng 5, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết đã nhận được thông tin trên và lực lượng chức năng đang trong quá trình làm rõ. Cục trưởng Cục Hàng không nói, Cục đã biết việc này và yêu cầu hãng hàng không báo cáo vụ việc. Hiện phi công đã được hãng cho dừng bay. Cục trưởng Đinh Việt Thắng cũng thông tin hiện hãng hàng không đang cho phi công đi test tại một bệnh viện khác để kiểm chứng lại. Căn cứ với kết quả kiểm chứng sẽ có hình thức xử lý theo quy định. Theo thông tư 14, trường hợp kết quả cho thấy phi công này có sử dụng chất cấm thì sẽ thu hồi giấy phép lái máy bay. Sau 2 tháng, Vietnam Airlines đã có báo cáo sơ bộ gửi Cục Hàng không. Cục chuyển báo cáo này về cho Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay tiếp tục xác minh xử lý, làm rõ trong hai lọ thuốc giảm đau không có đơn của bác sĩ của phi công này. Hiện nay đã có kết quả, người này được xác định là Phạm Hà Duy, sinh năm 1987. Đối chiếu với các quy định hiện hành về kỷ luật lao động trong ngành hàng không, vị này cho biết Phan Hà Duy có thể bị cấm bay vĩnh viễn nếu được xác định có sử dụng ketamine. Cụ thể, cơ quan y tế đã có văn bản xác nhận việc sử dụng thuốc chữa bệnh của Phạm Hà Duy, cơ trưởng của Vietnam Airlines, không liên quan đến chất ketamine được phát hiện trong cơ thể phi công này. Ngay lập tức, Vietnam Airlines đang triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định và quy chế kỷ luật để chấm dứt hợp đồng bắt buộc với Phạm Hà Duy. Phạm Hà Duy sinh năm 1987, thường được bạn bè trong giới phi công gọi là Duy Alex. Anh từng là diễn viên nhí nổi tiếng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam. Khi trưởng thành, Hà Duy bất ngờ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và theo đuổi nghề phi công. Anh đã được đưa lên vị trí cơ trưởng máy bay A321 trước thời điểm dính bê bối ma túy. Thật buồn nhưng không tiếc cho trường hợp của Phạm Hà Duy. Nếu có tiếc thì chỉ tiếc cho người thân của họ, những người đã từng hy vọng, từng hãnh diện và tự hào. Tất cả danh dự, sự nghiệp tiêu tan trong phút chốc, bao nhiêu công sức học hành rèn luyện phấn đấu, để rồi trở về với con số 0. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã chính thức cho biết đã bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm cho cảnh sát Mỹ theo quy định. Dưới đây là quá trình lẩn trốn và bắt giữ hai đối tượng này hồi hộp như phim. Mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam nổi tiếng an toàn với tình hình chính trị ổn định và không có bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào. Tại khu vực Đông Nam Á, các quốc gia Philippines, Thái Lan, Campuchia, Lào và Indonesia được xếp hạng có mức rủi ro trung bình do nguy cơ xảy ra bất ổn nhỏ lẻ, hoạt động phạm pháp và khả năng quản trị khủng hoảng hạn chế. Chính vì vậy, Việt Nam được một số tội phạm nguy hiểm chọn làm điểm đến lẩn trốn. Tuy nhiên, họ lại không hề biết về lực lượng vũ trang của Việt Nam phủ rộng mọi nơi, chỉ cần có biến, lập tức hàng loạt phương án tác chiến được huy động. Việc Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ hai đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế chỉ là một trong những kế hoạch như vậy. Trước đó, xác định đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thực hiện hành vi sát hại hai người tại Mỹ vào tháng 1 và đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự chỉ đạo phòng truy nã, truy tìm tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các đơn vị địa phương để thực hiện công tác xác minh truy bắt. Cuối tháng 6, các trinh sát thuộc phòng truy nã truy tìm khu vực phía Nam phát hiện đối tượng Phan Polly đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên đã lên phương án bắt giữ. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Nguyên Vũ Gia Dan khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, hai đối tượng này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã chia làm hai hướng khác nhau để lẩn trốn, cắt đứt mọi liên lạc. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng hạn chế tiếp xúc với người lạ, luôn trong tâm thế đối phó, tìm cách chống đối nếu bị bắt giữ. Nhiều người sau khi biết được vụ việc đã nói quá trình bắt những đối tượng này còn gay cấn và hồi hộp hơn cả phim. Cũng từ đây, hàng loạt thông tin về những đối tượng này được cơ quan cảnh sát điều tra phanh phui. Cụ thể, từ 16 tháng 6 đến 22 tháng 6, trinh sát của phòng truy nã truy tìm Cục Cảnh sát Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã quốc tế, trong đó nổi lên là công tác xác minh truy bắt hai đối tượng Phan Polly và Nguyên Vũ Gia Dan có lệnh truy nã do Tòa án quận hạt Harris, Texas, Mỹ ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2023, lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng thư ký Interpol ban hành ngày 18 tháng 4, khung hình phạt tử hình. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, kể cả tội phạm bị Interpol truy nã quốc tế vẫn không thoát khỏi mắt thần của những chiến sĩ trong lực lượng công an. Tiếp tục đến với diễn biến liên quan tới chùm buôn siêu xe Phan Công Khanh. Dưới lúc Phan Công Khanh bị bắt giữ, một nhân vật được quan tâm không kém lúc này chính là người vợ xinh đẹp của Khanh. Mới đây, Lê Loan đã tạm khóa bình luận trên trang cá nhân và chỉ giữ lại bài đăng gần nhất là vào hôm 2 tháng 7 với hình ảnh con gái chụp tại showroom K-Super. Hành động này của vợ Phan Công Khanh khiến cho nhiều người bất ngờ. Lê Loan, vợ của Phan Công Khanh, thường đăng tải hình ảnh sang chảnh cùng siêu xe khủng và các tài sản có giá trị. Người phụ nữ này được cho là có xuất thân giàu có. Lê Loan được biết đến trên mạng xã hội là hot girl, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút. Nhiều thông tin cho rằng Lê Loan, vợ Phan Công Khanh, là tiểu thư Sài Thành chính hiệu. Sinh ra đã ở Vạch Đích, lại có tình yêu tốc độ ngay từ nhỏ. Kim Loan dư tiền và thừa nhan sắc. Người đẹp hiện tại còn là mẫu siêu xe, cây nhà lá vườn. Độ hot của mẹ một con chẳng kém bất cứ gia nhân nào. Bà mẹ hai con sở hữu trang Facebook hơn 211.000 người theo dõi, Instagram có gần 42.000 người bấm follow. Trước đó, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh xa xỉ của mình trên trang cá nhân. Mỗi bức ảnh cô đăng tải đều khiến người hâm mộ trầm trồ suýt xoa. Không những vậy, cô cũng thường viết những lời ngọt ngào gửi đến chồng và cô con gái nhỏ. Điều này càng khiến nhiều người ngưỡng mộ nàng hot girl khi cô vừa có cuộc sống giàu có vừa hạnh phúc bên chồng con. Ngoài ra, cô cũng từng gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải cầm 14 cây vàng 4 số 9 tạo dáng trên xe Mini Cooper với dòng trạng thái bình yên là đây chứ đâu. Độ nổi tiếng của Loan càng được nhiều người biết đến hơn khi thi thoảng cô lại khoe những hình ảnh chụp cùng những người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, vợ chồng Bùi Tiến Dũng, vợ chồng Cương Đô La, Đảng Thu Trang. Ngay sau khi chồng bị bắt, bà xã Phan Công Khanh liền khóa lại bình luận trên trang cá nhân và im lặng trước cú sốc này. Được biết, người bạn từng chơi rất thân với vợ Phan Công Khanh chính là người tố cáo Khanh lừa đảo, đem cầm cố siêu xe 10 tỷ lấy 2 tỷ trả nợ. Theo tìm hiểu, Lê Kim Loan thông qua mạng xã hội quen biết với Jessie Lương, cô hot girl cùng tuổi người Mỹ gốc Việt. Sau đó, nhờ niềm đam mê siêu xe tốc độ, hai người ngày càng trở nên thân thiết với nhau và thường xuyên chụp ảnh về những siêu xe đình đám triệu đô nổi tiếng. Chơi thân một khoảng thời gian, nhưng trước khi Phan Công Khanh bị bắt, người ta không còn thấy Lê Loan và Jessie Lương đăng tải hình ảnh cùng nhau bên siêu xe nữa. Điều này dấy lên thông tin có uẩn khúc giữa hai người và liên quan trực tiếp đến chùm siêu xe Phan Công Khanh. Lê Loan đã là bà mẹ của hai con, dù đã trải qua hai lần sinh nở, tuy nhiên mỗi lần xuất hiện, cô vẫn gây được ấn tượng với gương mặt xinh xắn baby, body mãn nhãn. Bất kỳ khoảnh khắc trưng diện nào của cựu hot girl Sài Thành cũng nhận về hàng nghìn lượt thả tim. Vậy trước những biến cố này, Lê Loan còn có động thái nào khác? Cô sẽ bênh vực chồng mình hay sẽ lặng lẽ chăm sóc con cái, chờ đến khi Phan Công Khanh hết hạn tạm giữ? Tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Đứng trước câu chuyện pháp lý liên quan tới Phan Công Khanh, rất nhiều luật sư đã đưa ra nhận định về khung hình phạt dành cho ông trùm buôn siêu xe. Đồng thời, cảnh báo cho những người nhẹ dạ cả tin không nên giao tài sản cho những người chỉ quen biết qua các hoạt động trên mạng xã hội. Trước sự việc Phan Công Khanh, một người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như giới chơi siêu xe bị bắt vì lừa đảo, luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hiện nay khá nhiều trường hợp người có tiếng tăm thông qua các hoạt động trên mạng xã hội lợi dụng để chiếm đoạt tiền, tài sản của người khác. Luật sư Dũng nhấn mạnh, tôi cho rằng cần phải xử lý nghiêm để răn đe chung, cũng nhằm cảnh báo nhiều người dân nhẹ dạ cả tin khi quen biết qua các hoạt động trên mạng xã hội. Cũng theo luật sư Dũng, việc chị Hát giao chiếc xe McLaren của mình cho Phan Công Khanh là nhằm trưng bày tìm kiếm khách hàng để bán. Nên là tài sản có đăng ký, tức người nhận được tài sản này bao gồm hiện vật là chiếc xe và giấy tờ kèm theo. Thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy Phan Công Khanh có yếu tố gian dối. Thông tin tới chị Hát là có người mua để chị Hát giao giấy tờ chiếc xe. Hành vi gian dối này của Khanh nhằm để chị Hát giao bản chính giấy tờ xe rồi đem thế chấp nhằm chiếm đoạt tiền. Vì vậy, theo luật sư Trần Đình Dũng, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp điều tra Phan Công Khanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự là phù hợp. Cụ thể, tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối để người khác tin tưởng giao tài sản cho người phạm tội. Còn theo luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích, cũng theo luật sư Tuấn, hành vi của Khanh được nêu ở trên là nhằm chiếm đoạt tài sản, được hiểu là hành vi chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình. Trường hợp hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 15, Nghị định 144/2021. Theo đó, dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng kèm các hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính. Luật sư Tuấn nhấn mạnh, như vậy người nào có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ chứng cứ trong quá trình điều tra. Tóm lại, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan chức năng phát hiện ra tình tiết khác như là Khanh và chị Hát có thỏa thuận gì hay không, để từ đó xem xét có thể xác định thêm về tội danh và mức độ tội phạm. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo đề nghị ai là nạn nhân của Phan Công Khanh 29 tuổi hãy liên hệ với phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra xử lý. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ khẩn cấp Phan Công Khanh để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như đã thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn của chị LNTH, sinh năm 1991, ngụ thành phố Thủ Đức, tố cáo Phan Công Khanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 11 tháng 4 năm 2022, chị LNTH mua xe ô tô hiệu McLaren với giá là 10 tỷ đồng. Chị H cho chị gái là người đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên. Thông qua mối quan hệ xã hội, chị LNTH quen biết Phan Công Khanh nên nhờ Khanh bán giúp chiếc xe ô tô 51S82. Tháng 3 năm 2023, Khanh nói với chị LNTH nếu muốn bán xe ô tô 51S82 thì mang xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe, chị Hát đồng ý. Khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 3, Khanh nói với nhân viên đến nhà chị LNTH lấy xe ô tô hiệu McLaren chạy về showroom K-Super của Khanh tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để Khanh bán giúp cho. Lúc này, chị LNTH chỉ giao xe ô tô 51F82 mà không giao giấy tờ xe này cho Khanh. Ngày 23 tháng 5 năm 2023, do cần tiền trả nợ và chuộc xe ô tô Mercedes G63 chưa có biển số mà trước đây Khanh cầm cố, nên Khanh nói dối với chị LNTH đưa giấy tờ xe ô tô trên để khách mua xe xem, nhưng thực tế không có khách mua xe nào đến showroom để xem mua xe ô tô hiệu McLaren của chị LNTH. Tin lời Khanh, vào khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 5, chị Hát đến showroom K-Super đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm bản chính cho Khanh. Tới khoảng 15 giờ cùng ngày, Khanh đưa xe ô tô cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho nhân viên tên Mohammad Dafa đi cầm cố. Chiếc McLaren được Pha đem đi cầm cố, lấy số tiền 2 tỷ, lãi suất 2% một tháng, thời hạn cầm xe là một tháng. Người nhận cầm cố đã chuyển khoản số tiền 1,96 tỷ do đã trừ đi 40 triệu đồng tiền lãi cho Pha. Sau đó, Khanh chỉ đạo Pha chuyển số tiền này cho một người là NVD để chuộc xe ô tô Mercedes G63 mà Khanh đã cầm cố trước đó. Bản thân Pha biết rõ Khanh nói dối chị Hát để lấy giấy chứng nhận đăng ký và giấy đăng kiểm xe để mang đi cầm cố. Thời gian sau, chị Hát liên tục yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng với xe ô tô nhưng Khanh không trả lời. Sau khi tìm hiểu và biết xe đã bị cầm cố, chị Hát làm đơn tố giác gửi PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Vào cuộc xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã mời Phan Công Khanh, Dafa lên làm việc và các đối tượng đã thừa nhận hành vi như đơn tố cáo. Cơ quan công an cũng thu giữ xe ô tô McLaren cùng với giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm của xe. Căn cứ và các chứng cứ thu thập được, ngày 8 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ đối với Mohammad Dafa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo ai là nạn nhân của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh tới trình báo để phục vụ điều tra xử lý. Đến thời điểm này, tại cửa hàng K-Super kinh doanh siêu xe trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do Phan Công Khanh làm chủ, các nhân viên cẩu xe lên xe tải di chuyển đến nơi khác. Nhiều người dân hiếu kỳ có mặt tại cửa hàng K-Super sau khi thông tin trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh bị tạm giữ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, Hoàng Minh Quân sinh năm 2004 trú tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, Trần Ngọc Điệp sinh năm 2006 trú tại xóm 7, xã Chất Bình, huyện Kim Sơn đã rủ nhóm người gồm 28 đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi, gồm 25 đối tượng trú tại huyện Kim Sơn, 3 đối tượng trú tại huyện Yên Khánh, điều khiển 14 xe máy mang theo hung khí như dao phóng lợn, đinh ba, vỏ chai bia đến địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Khánh. Quá trình điều tra, điều khiển phương tiện đến địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Khánh, số đối tượng trên vừa phóng xe lạng lách đánh võng, vừa phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh đèn điều khiển giao thông, hò hét gây mất trật tự công cộng, đồng thời sử dụng dao phóng lợn và đinh ba đâm vào người tham gia giao thông, sử dụng vỏ chai bia ném vào người đi đường, khiến một số người bị thương ngã xuống đường và gây hư hỏng một số phương tiện giao thông. Quá trình đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình, hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 11 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Có thể thấy những đối tượng còn ít tuổi nhưng đã lộng hành và coi thường pháp luật, sớm muộn gì cũng phải chịu trách nhiệm với những hành vi sai phạm của mình. Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân vô cùng bức xúc bởi những lịch cắt điện luân phiên vì lý do thiếu điện sử dụng gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Từ đó, Bộ Công Thương đã tiến hành nhiều cuộc họp và đưa ra kết luận, kết quả thanh tra, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện. Theo đó, Bộ Công Thương đã chỉ ra 5 vi phạm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN như sau. Thứ nhất, vi phạm trong chỉ đạo điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô 2023. Thứ hai, chậm đầu tư hoàn thành nguồn và lưới điện, chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện. Thứ ba, không chấp hành nghiêm chỉ thị số 29 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, các quy định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện, làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng. Thứ tư, việc điều độ vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm. Thứ năm, để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt là khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột không báo trước gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư. Cũng tại buổi họp này, Bộ Công Thương đã đề nghị và yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phân cấp quản lý nhà nước chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan. Tập đoàn EVN chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật nhà nước đối với Ban Tổng Giám đốc, các ban tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân, tập thể có liên quan. EVN đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành. Cùng với đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong quản lý điều hành cung cấp điện nêu tại kết luận thanh tra, chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế kịp thời, không để tình trạng thiếu điện, tiết giảm điện trong thời gian tới. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Mới đây, người dân ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã cùng nhau chung tay góp sức để giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Huy Phố, một người dân trong thôn gặp sự cố chập điện khiến cho 10.000 con gà chết ngạt. Được biết, vào sáng ngày 9 tháng 7, trang trại nuôi gà của nhà anh Nguyễn Huy Phố tại Can Lộc, Hà Tĩnh bị chập điện, làm hệ thống quạt gió bị hỏng toàn bộ, khiến đàn gà hơn 10.000 con bị chết ngạt, ước tính thiệt hại lên tới gần 1 tỷ đồng. Nắm bắt được tình hình, ông Trần Thư Hùng, trưởng thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc đã tới kiểm tra và nhanh chóng kêu gọi người dân trong thôn để giúp đỡ anh Phố sửa chữa quạt gió, huy động hàng chục chiếc quạt dân dụng để làm thoáng chuồng trại, giảm thiểu tối đa số lượng gà chết ngạt. Khoảng 30 phút sau, hệ thống máy làm mát được sửa chữa thành công, vận hành trở lại. Đồng thời cũng kêu gọi người dân cùng chính quyền địa phương lên tới 200 người cùng tập trung và nỗ lực giải cứu số gà chết cho gia đình anh Phố. Bên cạnh đó, thông qua nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều cá nhân, đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện đăng tải thông tin, tìm các kênh tiêu thụ nhằm giúp gia đình anh Phố giảm thiểu bớt thiệt hại. Tính nhân văn, sự đồng cảm, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của cộng đồng và toàn xã hội đã được thể hiện rõ qua câu chuyện giải cứu gà cho người nông dân Nguyễn Huy Phố. Đây là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực khi gia đình đang đứng trước sự cố trong sản xuất. Câu chuyện cũng làm đẹp thêm tinh thần tương thân tương ái quý báu của người dân Việt Nam. Cuối chương trình sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 13 tháng 7, nhiều khu vực trong cả nước có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm 13 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Đông Bắc Bộ ngày 13 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Hòa Bình đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng 15 tháng 7, nắng nóng suy giảm dần. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, từ 14 đến 21 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 13 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Bắc Bộ, chiều tối và đêm 14 đến 21 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng 15 tháng 7 nắng nóng suy giảm dần. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ 14 đến 21 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.